Nu Phước Thịnh đội nón lá nhiệt tình hướng dẫn thí sinh nhí trước giờ G. Các bé thí sinh nhí đến từ ba đội huấn luyện viên Nu Phước Thịnh, huấn luyện viên Đông Nhi ông Câu Thắng và huấn luyện viên Vũ Cát Tường đã có buổi tổng duyệt tích cực trước đêm Neso đầu tiên The Voice Kids chính thức bắt đầu. Chiều ngày 17 tháng 9, buổi tổng duyệt cho đêm Neso đầu tiên của The Voice Kids 2016 đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sớm, bốn huấn luyện viên Đông Nhi ông Câu Thắng, Nu Phước Thịnh và Vũ Cát Tường và các thí sinh nhí đã có mặt để tập luyện lần cuối. Trong đêm Neso 1, 9 thí sinh nhí đến từ 3 đội sẽ tranh tài qua các tiết mục mang nhiều màu sắc khác nhau. Vì Neso 1 sẽ là đêm thi không loại, nên các thí sinh và huấn luyện viên khá thoải mái. Huấn luyện viên Nu Phước Thịnh: anh dành mọi thời gian để căn chỉnh và hướng dẫn cho các thí sinh trong đội của mình. Không những vậy, Nu Phước Thịnh còn nhiệt tình đội nón lá tập luyện cùng thí sinh. Những khoảnh khắc thú vị của Nu Phước Thịnh và học trò nhí khiến cả sân khấu buổi tổng duyệt thêm phần thú vị. Huấn luyện viên Đông Nhi và ông Câu Thắng luôn sát bên các học trò nhí để hướng dẫn. Đông Nhi và ông Câu Thắng khá thoải mái trong đêm Neso đầu tiên này. Huấn luyện viên Vũ Cát Tường: Chibu tập kịch bản cùng Gil Lê trong hậu trường tổng duyệt. Trong đêm Neso 1, Chibu sẽ cùng Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò cầm chỉnh chương trình. 18 thí sinh hòa giọng trong tiết mục mở màn Neso 1. Trong đêm thi này, 9 bé thí sinh của 3 đội sẽ mang đến các tiết mục thú vị thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!